phố có phần quà trao cho Quốc Cơ Quốc Nghiệp tại một năm mới. Bởi vì ở Nguyên Hàng Phường đó, cũng là bạn rồi trao quà. Rồi hai bạn hai đứa con trai cảm ơn. Rồi có hai cái nghiệp hai cái tiền bây giờ nó còn không nhiều lắm. Dạ biết, nghệ sĩ ưu tú mà trẻ đó nha, trẻ đó.